trẻ con ở quê cái gì nó mà chả ăn được, có phải trẻ con ở phố đâu mà phải ăn ngon mặc đẹp, phải cái nọ cái kia mới ăn được. Nông thôn không phải là người à? Chỉ có thành phố mới là người à? Hả? Nông thôn ấy thì nó cũng hiểu biết, cũng được ăn, cũng được học, cũng được chơi, chứ không phải là cứ là cái thành phố. Con hài đã non non này này. Đấy. Cháu có thích ăn nem chua không? Có. Có. Ở nhà mẹ có mua cho không? À có. Đã thích bạn gái nào chưa? Chưa. Không phải à? Ở này, mặc áo này này, chỉ có chữ này. Nơ ý là người yêu này. Áo này là bạn Liên tặng đúng không? Phải không? Thế mà bảo là yêu bạn Liên thì bạn Liên tặng cái gì nữa? Cái chìa khóa xe của em anh để đâu rồi? Chìa khóa xe đây. Đưa chìa khóa xe đây để em vào mẹ tí nào. Mà mày làm gì đấy? Vào em có tí việc mà. Hai cái lá ổi này là làm gì đấy? Hai đi ăn nem, cuốn nem. Nay lại ăn sang mồm thế? Sang mồm cái gì? Mua cái nem chua về ăn kêu sang mồm. Cháu nó đến chơi nó thích ăn nem bốc thì mình mua có một cái có mấy chục nghìn về cho nó ăn. Có cái gì mà sang mồm? Cháu nó ra chơi ấy thì đi mua nem bốc về hái lá ổi để cuốn để cho cháu ăn. Trong khi đó con mình nó đòi mua cái nọ cái kia thì anh bảo là nay bố không có tiền, nay bố thế nọ cái kia, lý do đủ thứ. Thế còn người ngoài ấy thì anh mua ngay được. Ai là người ngoài? Ở đây ai là người ngoài? Cháu cả năm cả đời nó mà ra mà chơi một lần, mua có cái nem có mấy chục nghìn. Mà vì em nói như thế, đấy là nó là trẻ con nhá. Nó không biết cái gì ấy. Thế còn thế được. Nếu mà nó mới hiểu chuyện rồi á, em nói nó thế mà nó nuốt nó vào à? Nhà mình còn gì thì ăn nấy. Cá kho kia, tối đun lại cắm cơm lên mà ăn. Mình người lớn ấy, thì ăn cái gì cũng được. Còn nó là trẻ con, nó thích cái gì thì nó mang được cái đấy. Nó đến chơi cũng một vài hôm nó về, không phải nó ăn đợi ở kia vào đây. Có cái gì mà phải keo kiệt, có miếng ăn thôi mà cũng nói miếng ăn là miếng nhục đấy. Trẻ con, nhưng mà trẻ con ở quê cái gì nó mà chả ăn được. Có phải trẻ con ở phố đâu mà phải ăn ngon mặc đẹp, phải cái nọ cái kia mới ăn được. Con cầm cái này trái đầu kia chưa? Anh không nghĩ đấy mà con người là như thế đấy. Mình là người nhà, có cái gì ăn cái đấy, ăn thế nào cũng được. Nhưng mà có con, có cháu đến ấy, thì cũng phải làm cho nó ăn. Nó thích cái gì thì mua cho nó. Đáng bao nhiêu tiền? Thế nông thôn không phải là người à? Chỉ có thành phố mới là người à? Hả? Nông thôn ấy, thì nó cũng hiểu biết, cũng được ăn, cũng được học, cũng được chơi. Chứ không phải là cứ là cái thành phố mới được ăn, được chơi nhá. Mấy chục không phải là tiền à? Em mua cái gì cho con ấy, thì mặt anh dày ra. Ăn cái gì ấy, thì bảo vợ là phải tiết kiệm. Cái nọ cái kia ăn ngon với không ngon, mặt anh cứ lầm lầm lì lì. Thế mà bây giờ đứa cháu nó ra chơi ấy, nào thì mua nem bốc, nào thì mua nem nắm về để quần lá sung. Con như mình ấy, mình không thể chiều được. Nay đòi ăn kem, mai đòi ăn bim bim. Một ngày cái đòi đi 4-5 lần như thế, làm sao mà chiều nó được. Con đấy á, nó bảo là bác ơi cháu muốn ăn cái nem, thì mua cho nó một cái có mấy chục nghìn về. Mà về em là cái tỏ cái thái độ đấy à? Anh nói em là phải tiết kiệm, ăn uống phải cân nhắc. Thế anh đã biết tiết kiệm chưa? Tiết kiệm hay mà cân nhắc ấy. Hay là anh cũng ăn giống em? Tiết kiệm mà cân nhắc ấy là tiết kiệm khi gia đình mình như này, ở nhà bình thường mình như này. Gia đình mình có gì ăn cái đấy, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau, có canh ăn canh, có thịt ăn thịt. Còn khi đã có khách, có cháu, có chát đến, anh em họ hàng đến thì mình phải tiếp đãi cho nó đàng hoàng, chân là chú đáo. Nó không phải là cái như ngày nào nó cũng ăn, ngày nào nó cũng đòi hỏi như thế. Em thử biết đấy, thằng cháu mày á, ngoan ngoan không? Ra đây nó đi chơi như thế, nó bao giờ nó quấy, nó đòi hỏi cái này cái khác chưa? Nó lớn tướng rồi nó còn đòi quấy nữa, nó quấy ai? Đối với em ấy, con em là trên hết. Còn những người khác ấy, thì có gì thì ăn đấy. Chứ anh đừng có cái từ của anh bì bảo là con đòi mua cái nọ kia anh không mua. Thì anh có phải để ra nó không? Con mình nó thiếu thốn quá à? Con mình nó không có ăn à? Con mình nó bỏ đói à? Trong ích kỷ nó vừa thôi.
Nếu như mà để mà lọt tai bố mẹ nó, mắt mũi nào mà anh về trong quê mà nói chuyện được với mẹ nó? Thì nó sắp đi học rồi, ai bảo anh đón nó ra đây? Nó bảo là ra bạc đi chơi không được à? Mình bảo là bạc không cho ra à? Hay là bảo là cái nhà vợ bạc không cho cháu ra chơi? Trong con người ấy, mình phải biết nghĩ lên nghĩ xuống, nghĩ trên nghĩ dưới. Đừng có ích kỷ, đừng có phân biệt nội ngoại. Cháu đứa nào cũng là cháu, anh chị em một đứa nào cũng là anh chị em một hết. Đã là anh em họ hàng thì nội cũng như ngoài. Em đừng có phân biệt lúc nào gây là con cháu nhà mình ấy là lúc nào như vua nè. Còn con cháu bên nhà chồng ấy, em không ra một cái gì. Anh nói cái gì ấy, thì nói anh nói hay lắm. Cháu em nó ra chơi nó xin bộ quần áo, cho là đến 200-300 nghìn đi. Có cái gì to tát đâu mà anh kể một hôm. Nào thì chú không có tiền đâu, nào thì thế nọ thế kia. Mình lấy đâu ra tiền? Mình lấy đâu ra tiền mà cho nó? Đó là nó còn chưa hiểu biết đấy, thì nó mà cứ đến chơi. Nhưng mà nếu mà nó hiểu biết rồi ấy, nó không thèm đến nhà mình đâu. Trẻ con thì trẻ con, nhưng mình phải có sự tôn trọng nó. Chứ đừng cái kiểu sống thế này thế khác. Thế này thế khác gì? Cháu em nó đến chơi nó cầm một cái điện thoại ấy, thì mặt anh dây thì cái tất nghiến ấy. Anh bảo nào thì không tốt, nào thì trẻ con không nên chơi, nào thì thế nọ, nào thì thế kia. Anh chỉ coi trọng đằng bên nội nhà anh thôi, còn đằng nhà em ra anh coi như là cái cỏ rác à. Cháu nội đến nào thì bim bim, nào thì bò húc, nào thì thạch, nào thì các loại các thứ. Còn đằng này cháu là đằng ngoại đến cầm tí vào cái điện thoại thì cũng mặt dây như cái tất nghiến ấy, xong bắt đầu là kể lể một tràng ra. Anh thì cái xem lại cái thái độ sống của anh đi, chứ không phải là như thế mà lọt được vào tai tôi đâu nhá. Nó thích ăn đấy, anh mua cho ăn. Thích uống anh mua cho uống. Còn điện thoại anh cầm tất. Quan điểm của anh là trẻ con không cho chơi điện thoại sớm. Con mình cũng như là cháu mình, riêng với anh cái điện thoại cái tivi là hạn chế, anh không cho xem. Mai này nó hỏng mắt nó, khổ nó chứ khổ ai. Khổ nó là tội lỗi của mình chứ tội lỗi của ai. Cháu anh ra đây, anh mua hết cái nọ cái kia. Thế mà đến lúc mà cháu em ra đây chơi có mỗi thế thôi mà anh chấp nhặt